Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn được nhìn nhận là một điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, dù đợt dịch thứ tư có nhiều diễn biến phức tạp, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì cam kết và niềm tin vào môi trường đầu tư của Việt Nam thông qua việc mở rộng và gia tăng vốn FDI. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam vẫn thu hút 15,27 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm nay. Cả vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh đều tăng, lần lượt là 13,2% và 10,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, bất chấp đại dịch COVID-19, một số dự án lớn vẫn được đầu tư như dự án nhà máy điện LNG Long An 1 và 2 với tổng vốn đăng ký hơn 3,1 tỷ đô la Mỹ, nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 ở Cần Thơ với tổng vốn đầu tư 1,31 tỷ đô la Mỹ và dự án LG Display tại Hải Phòng có vốn đầu tư điều chỉnh tăng thêm khoảng 750 triệu đô la Mỹ. Một lần nữa nó lại cũng khẳng định được là cái đại dịch nó diễn ra và với cái sức chống chọi của nền kinh tế Việt Nam và những gì Việt Nam thể hiện thì nó sẽ không làm chùn bước các nhà đầu tư nước ngoài ngay cả những thời điểm rất hết sức khó khăn này, và các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục khẳng định là họ sẽ không thay đổi những cái chiến lược đầu tư của họ đã đặt ra đối với Việt Nam mà họ đã từng đặt ra cách đây khoảng 5 năm hoặc 6 năm trước. Dù đợt dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ vững niềm tin hoạt động tại đây nhờ nỗ lực của Việt Nam trong khống chế dịch bệnh. Các doanh nghiệp Canada lạc quan về đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã rất chú ý đến dịch COVID-19 và thực hiện những giải pháp chủ động để giảm thiểu tác động và thiệt hại do dịch gây ra đối với nền kinh tế và quốc gia nói chung. Cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài vẫn rất tự tin đầu tư vào Việt Nam. Tôi tin rằng khi đại dịch đi qua, sẽ có nhiều doanh nghiệp nước ngoài hơn nữa tới Việt Nam để đầu tư. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng nhìn thấy tiềm năng lớn tại thị trường Việt Nam, nơi có nhiều điều kiện thuận lợi và cơ hội tích cực. Một loạt doanh nghiệp nước ngoài đã mở rộng hoạt động kinh doanh, có ý định đầu tư vào các dự án mới hoặc dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam dù dịch bệnh vẫn đang diễn ra. Chúng tôi hiểu rõ ràng Việt Nam là điểm đến đầu tư lý tưởng. Giá trị thương hiệu của Việt Nam trong năm ngoái tăng 9 bậc. Đây là một kết quả ấn tượng. Ngoài ra, các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP tạo ra nhiều cơ hội cho đầu tư. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp chế tạo điện tử từ Đài Loan, Trung Quốc đã và đang đầu tư tại Việt Nam. Foxconn, Pegatron, Wistron, Qsda and Zuteng đều là những nhà chế tạo đồ điện tử lớn. Với các nhà đầu tư mới hiện nay chưa hiện diện tại Việt Nam ấy, thì chúng tôi hiện nay cũng đang làm một cái khảo sát nhanh và có thể thấy là họ cũng đang có một cái sự chuẩn bị. Và trong số đó thì Việt Nam vẫn là một cái điểm sáng ở trong cái khu vực. Bởi vì là chúng ta cũng liên kết nhiều với hội nhập quốc tế nhiều hơn qua những hiệp định thương mại chúng ta đã ký kết và tham gia. Và cái vị trí địa lý của Việt Nam cũng rất là thuận lợi. Theo các chuyên gia, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong dài hạn, đặc biệt là thu hút các dự án FDI chất lượng có hàm lượng công nghệ cao thuộc lĩnh vực chế tạo điện tử, khoa học công nghệ, kinh tế số hay các dự án phục vụ cho phát triển xanh và bền vững.